Sau gần 2 tháng hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động hoàn thành hồ sơ để được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, đến hết ngày 22 tháng 11, tỉnh Hưng Yên đã có 99% tổng số lao động tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp được chi trả tiền hỗ trợ và là một trong những địa phương có tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết 116 của Chính phủ nhanh nhất toàn quốc. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả cho gần 192.000 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Kết dư Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trong đó, địa phương có nhiều lao động đã được hỗ trợ là huyện Yên Mỹ gần 48.000 người, Văn Lâm 43.000 người. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 116 của Chính phủ kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa được hưởng tiền hỗ trợ khẩn trương kê khai thông tin theo quy định gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời gian tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.